Ôn Bích Hà gây bất ngờ khi diện trang phục cưới trong ngày sinh nhật. Ngày 30 tháng 7, Ôn Bích Hà đăng ảnh mừng sinh nhật thứ 55 trên trang cá nhân. Nữ diễn viên tổ chức bữa tiệc ngọt giản dị bên bạn bè vì ảnh hưởng của dịch Covid-19. Nàng đát kỷ đẹp nhất màn ảnh gây bất ngờ khi diện trang phục cưới trong ngày sinh nhật. Bất chấp tuổi tác, Ôn Bích Hà vẫn luôn theo đuổi phong cách ngọt ngào, nữ tính như các cô gái đôi mươi. Cô cho biết luôn nghĩ bản thân vẫn còn trẻ trung như thiếu nữ, nhờ vậy mà tinh thần sẽ thoải mái hơn. Nhắc đến Ôn Bích Hà là nhắc đến một đại mỹ nhân nổi đình đám với nhan sắc khuynh thành khi đóng bộ phim Đát Kỷ Trụ Vương. Màn ảnh hoa ngữ có khá nhiều mỹ nhân đảm nhận vai hồ ly tinh Tô Đát Kỷ, nhưng cho đến nay vẫn chưa có ai vượt qua được hình tượng kinh điển mà Ôn Bích Hà đã thể hiện. Nữ diễn viên sinh năm 1966 tại Hồng Kông và bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ năm 15 tuổi. Vẻ đẹp gợi cảm tự nhiên đã giúp cô nổi bật giữa hàng loạt ngôi sao và chiếm trọn tình cảm của khán giả. Thời gian trôi qua thật nhanh, cô bé nhà nghèo có tuổi thơ cơ cực, suýt chút nữa bị bố mẹ bán đi để lấy tiền trả nợ khi mới 5 tuổi. Giờ đây, mỹ nhân nóng bỏng này đã chuẩn bị bước sang tuổi 54, độ tuổi mà không ai nghĩ rằng cô có thể giữ được nét trẻ trung và quyến rũ đến vậy. Với lợi thế là vẻ ngoài quyến rũ, các vai diễn của Ôn Bích Hà đều rất táo bạo và gợi cảm. Cô từng bị gia đình bạn trai phản đối kịch liệt vì xuất thân thấp kém, không được đào tạo bài bản và chỉ là một sao giải trí. Song trái lại sự phản đối của gia đình, Hà Tổ Quang vẫn kiên quyết lựa chọn Ôn Bích Hà là người bạn đời của mình. Cặp đôi làm đám cưới tại Thái Lan vào năm 2000. Cô cùng doanh nhân Hà Tổ Quang có cuộc hôn nhân êm đềm ít điều tiếng. Ôn Bích Hà quyết định không sinh con mà nhận một cậu con trai nuôi là Hà Quốc Luân. Người đẹp cho biết một trong những bí quyết để duy trì nhan sắc chính là ăn uống lành mạnh và chăm chỉ tập yoga. Mới đây khi tham gia vào dự án phim điện ảnh Đoạn Lạc Hoa, Ôn Bích Hà đã có những phân cảnh đồng tính đầy táo bạo, song dễ dàng nhận ra dù chênh lệch tuổi tác, cô cũng không hề bị lép vế trước đàn em. Ôn Bích Hà thừa nhận cô có lần thử dấn thân vào một mối quan hệ đồng tính. Tình yêu kể cả là giữa những người khác phái hay cùng phái đều rất dễ nảy nở, cô nhận định. Bích Hà cho biết cô cảm thấy thoải mái, hạnh phúc trong tình yêu đó, nhưng đó cũng chỉ là một kỷ niệm đẹp trong ngăn ký ức. Cô cũng không tiết lộ đó có phải là người làm trong giới nghệ thuật hay không. Năm 2020, Ôn Bích Hà đóng phim mới Những Cánh Hoa Rơi trong vai một phụ nữ nghiện có mối tình đồng tính với một cô gái trẻ. Bích Hà và diễn viên đàn em có một vài cảnh hôn nhau cũng như vài cảnh khá bạo liệt với bạn diễn khác phái, khiến cô phải uống một chút rượu để lấy dũng khí. Năm 2020, Ôn Bích Hà tham gia phim Nghĩa Kỷ Quân Thân Yêu và nhận được nhiều sự chú ý. Ở dự án này, Ôn Bích Hà xuất hiện với tạo hình khá đẹp mắt. Ngôi sao TVB diện những trang phục gợi cảm với phần thiết kế rất vai khoe đường cong nuột nà. Tuy nhiên, nếu để ý kỹ sẽ thấy tạo hình này rất giống với Đát Kỷ ở bộ phim Đát Kỷ Trụ Vương phát sóng nhiều năm trước. Từ mái tóc cho đến y phục, Ôn Bích Hà đều tạo ấn tượng như đang tái hiện hình ảnh Đát Kỷ đẹp nhất lịch sử phim hoa ngữ. Dẫu vậy, so với bức ảnh đã qua Photoshop kỹ càng do đoàn phim tung ra, thì hình ảnh Ôn Bích Hà trên phim Nghĩa Kỷ Quân Thân Yêu lại không được rực rỡ như thế. Truyền thông hoa ngữ cho rằng dù đã được trang điểm khá đậm nhưng Ôn Bích Hà vẫn không giấu được làn da chảy xệ. Đường nét trên gương mặt ngôi sao 54 tuổi cũng xuất hiện dấu hiệu tuổi tác. Ở tuổi ngũ tuần, Ôn Bích Hà vẫn chủ động chụp những bức ảnh gợi cảm hay ăn mặc trẻ trung hơn tuổi khi tham dự các sự kiện. Bông hồng lửa của làng giải trí Hồng Kông chia sẻ, cô dự định hoạt động trong làng giải trí đến năm 60 tuổi và sau đó sang Mỹ định cư cùng chồng.